Tiêu điểm báo chí sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, báo Dân Trí tiếp tục có bài viết về luật đất đai sửa đổi năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó cho biết, luật sửa đổi lần này có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến cách tiếp cận đất đai của Việt Kiều. Theo sửa đổi thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, còn quốc tịch Việt Nam thì có quyền tiếp cận đất đai, quyền với đất đai như các cá nhân trong nước. Đối với những người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không phải là công dân Việt Nam, không có quốc tịch Việt Nam, thì việc tiếp cận đất đai về cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành tại luật đất đai năm 2013, nên sẽ có nhiều hạn chế. Báo Dân Trí nhấn mạnh, khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, những Việt Kiều vẫn giữ quốc tịch Việt Nam sẽ có quyền bình đẳng như các cá nhân trong nước. Quy định mới trên được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút kiều hối từ hàng triệu công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất nước. Điều này cũng hợp lý bởi những người con xa quê hương, dù ở đâu trên trái đất này nhưng vẫn giữ mối liên hệ với tổ quốc, vẫn có quốc tịch Việt Nam thì đều bình đẳng như những cá nhân sinh sống ở trong nước. Quy định mới của luật góp phần tăng thêm tính liên kết của đất nước với những người con xa quê, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo tác giả, điều kiện cần là luật đã đầy đủ và rõ ràng. Điều kiện đủ, thời gian tới là các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam tiếp cận và sử dụng đất đai một cách thuận tiện và hiệu quả nhất. Khi đó, giá trị tốt đẹp, bình đẳng từ chính sách mới sẽ được lan tỏa, không chỉ đến với cá nhân ở Việt Nam mà sẽ vươn tới tất cả những nơi trên thế giới, nơi có người con đất Việt sinh sống. Để ổn định thị trường vàng, phải dẹp bỏ sự độc quyền của SJC là tiêu đề bài viết của báo Lao động. Theo bài viết này, độc quyền vàng miếng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất ổn định của thị trường vàng. Cũng theo báo Lao động, đến nay đã có nhiều ý kiến đề xuất xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng. Và để thực hiện được việc này thì phải sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Báo Lao động phản ánh thực trạng các loại vàng khác dù chất lượng tương đương cũng không có giá như SJC. Người dân có nhu cầu tích trữ vàng sẽ săn tìm vàng SJC, gây ra khan hiếm, giá tăng. Đó chính là sự méo mó thị trường do độc quyền sản xuất vàng miếng gây ra. Bài viết cũng nhận định không thể ổn định thị trường vàng khi mà thị trường vàng trong nước không liên thông với thị trường vàng thế giới. Đã có nhiều thời điểm giá vàng giao dịch trong nước chênh lệch cao so với thị trường thế giới. Có chênh lệch tất nhiên có cơ hội buôn bán và buôn lậu, chính là cách để kiếm lời nhanh nhất. Một thị trường có buôn lậu nhúng tay, có đầu cơ thao túng thì mất ổn định là điều không thể tránh khỏi. Liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông xảy ra trên các đoạn đường cao tốc, báo VN Express cho biết, trong nhiều trường hợp, cao tốc ở Việt Nam sẽ hội tụ mọi yếu tố. Lái mới, đường mới, xe mới, tai nạn vì thế sẽ xảy ra hơn với tần suất dày hơn. Cách tốt nhất để làm quen với cái mới là học luật, học lái nghiêm chỉnh và tuyệt đối tuân thủ bài học khi bước ra đường. Nhận thức điển hình trong khi lái xe trên mọi cao tốc là giữ đúng làn và đúng tốc độ phải được củng cố. Đây là điểm tượng đơn giản nhưng liên tục không được thực hiện đúng. Tham gia giao thông là tư duy cùng một ngôn ngữ. Quá nhiều ngôn ngữ trên đường dẫn tới không hiểu nhau sẽ va chạm. Theo báo VN Express, vấn đề chính của hầu hết tai nạn trên cao tốc Việt Nam vẫn là nhận thức khi tham gia giao thông. Thống kê cho thấy hầu hết tai nạn trên cao tốc đều do ý thức kém của tài xế và người tham gia giao thông. Chuyện ngồi sau phải thắt dây an toàn và chuyện phải vượt bên trái là bài học vỡ lòng vẫn chưa được thuộc. Trả lời báo VN Express, nhiều ý kiến cho rằng cần lắp đặt hệ thống đèn đêm và camera giao thông để giám sát tốc độ. Tuy vậy, mạng sống của con người là đắt giá nhất, sợ camera xử phạt mới làm đúng thì đã muộn. Ý thức nâng cao thì tai nạn sẽ giảm mạnh, những hậu quả hoàn toàn có thể tránh được bằng sự kiên nhẫn và ý thức. Thưa quý vị, theo báo Tiền Phong, thì dân ta đi lễ chùa lâu nay vẫn quen miệng xin Phật độ cho gia đạo bình an, công việc hanh thông, đi tươi về tốt, buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Có chùa còn được dân đồn thổi thiên nhất để cầu duyên, cầu tự. Tuy nhiên, Phật không dạy, dân sao giải hạn, không dạy đốt vàng mã mới đắc tài lộc. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chịu sự tác động của tâm lý đám đông, sự a dua ở hầu khắp các lễ hội có yếu tố tranh cướp lộc. Và đông đảo hơn là hàng ngàn người thức xuyên đêm xếp hàng chờ mua vàng ngày vía thần tài. Qua tìm hiểu, báo Tiền Phong cho biết, không có nguồn gốc từ văn hóa Việt, ngày vía thần tài giờ còn bị biến tướng thành thói quen mua vàng vào mùng 10 tháng Giêng.
Chẳng có bằng chứng nào cho thấy chen chân mua vàng ngày này khiến người ta đổi vận phát tài trong ít tháng ngắn ngủi. Thần tài nào ghét cửa nếu cả năm gia chủ không chịu thương chịu khó làm ăn, không vận dụng kiến thức, kỹ năng tích lũy vào công việc, chưa kịp phát tài nhưng làm giàu cho tiệm vàng, đẩy giá vàng lên cao là có thật. Bài viết nhấn mạnh hàng trăm lễ hội miên man trong tháng Giêng vẫn mời gọi người chơi xuân, nhưng vui xuân nên theo tinh thần mới. Một xã hội xem nhẹ chuyện cầu cúng, gạt bỏ bớt tư duy, tháng Giêng là tháng ăn chơi, mới mong bớt trị trệ. Thế là việc nào cũng tốt, đường nào cũng thông.